Jenna vừa tập với bên nhạc xong, chỉ cho mọi người một con đường siêu đẹp của Nhật Bản. Trời ơi. Yokata. Không thì đoạn mà sau dạo xong rồi em với anh cùng về xây luôn. Bạn hơi chúng ta nữa. Câu này anh nghĩ là em hát nó sẽ vượt tông hơn. Vâng, ok. Em hát thì okay. Bạn chúng ta thì anh vào đoạn nào thì sẽ anh sẽ vào sau nhé. Chắc anh sẽ câu hòa chung tình. Ok, ok, dạ. Ok, dạ, từ đầu luôn. Jenna さんは本当に日本語をね勉強してきてくださっていや本当にありがたいあのとってもいいシンガーですねはいで日本語よくあんだけの長い歌詞を、作ってきてくださってもう聞いてもよくわかりました日本語は、うん、ありがとう Hi mọi người ơi Jenna vừa tập với bên nhạc xong trong thời gian chờ đợi trước khi đến để rehearsal sân khấu ngày hôm nay thì ngày mai sân khấu ngày mai chỉ cho mọi người một con đường siêu đẹp của Nhật Bản trời ơi hoa anh đào mọi người ở đây là hoa gì nhỉ không phải hoa anh đào sakura wow nhưng mà thế là như nào thì là sakura thì là hoa anh đào nhưng mà sao nó không màu hồng ta hai loại ải đó bây giờ mình mới biết thêm là sakura sẽ có hai loại đây là màu trắng đây quay cho mọi người xem nha con ngõ này siêu đẹp và mọi người đang dừng lại chụp hình rất là đông trời ơi mọi người ơi chúng tôi đi vào đúng mùa hoa anh đào nở ui đẹp quá hay là cứ đi lại ở đây được không không về nhà được không tại vì đẹp quá à thích lắm trời ơi bên Nhật ui siêu đẹp đẹp quá Konnichiwa, watashi wa Jenna desu. Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì Jenna đã có mặt tại Global Ring để chuẩn bị rehearsal cho hai ngày diễn ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 4 và mong rằng sẽ được gặp mọi người và được mọi người yêu thương tại Global Ring nha. Let's go. Bây giờ mọi người đi theo Jenna đi rehearsal nha. Ok. Thời tiết bên này thì hôm nay
ngày thứ mấy mình ở đây? Đang 1, 2, 3, ngày thứ 3 mình ở đây. Hôm qua thì hơi lạnh và hôm nay ấm được hơn 1 độ. Hôm qua 10 độ, hôm nay 11 độ. Tôi bị không quen ấy, nhà bên này kiểu đi hết ở bên trái, xong ra ở bên phải. Mình kiểu bị quen chứ, khi thoảng đi bộ cứ đi về bên phải. Hôm nay mới được đi taxi, bình thường là đi bộ. Quay đường cho mọi người xem nha. Chukukuro. Wow, mọi người ơi, hiện tại thì Jenna đang thấy ở trong công viên này rất là đông mọi người khán giả, rồi là mọi người dạo chơi mua sắm triển lãm, và hãy theo chân tôi. Go. こんにちは。OK。どうぞ。Mình cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Mặc dù hôm nay mọi người có thể thấy là buổi sáng tại thì mặt mình hơi sưng, nhưng mà không sao, mình sẽ khởi động một xíu, mình lên sân khấu, mình sẽ gặp mọi người, giao lưu cùng mọi người và hát trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với anh Eric. ご登壇の皆様におかれましては、係の者に従いお進みいただきますようお願いいたします。エリックも来るって真ん中グッと呼びましょうか。はい、じゃあ参ります。ワンツはい、皆さん大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。
かわいい。Thường mình sẽ run ấy, nhưng hôm nay mình không run, mình cảm thấy là kiểu được gần lại mọi người ấy, cũng được mọi người yêu thương và chào đón. Em ấn tượng với khoảnh khắc là các bạn thả tim với em và khoảnh khắc em được ở trên sân khấu, em enjoy với bên nhà, với các bạn dancers rất là tuyệt vời, rất là đã, rất là vui. Bên nhạc thì rất là hay, đến giờ thì rất là tuyệt vời. Em được diễn 5 bài, em cảm thấy rất là vui. Bây giờ em muốn ra diễn lại. Em cần cải thiện, em nói hơi nhanh. Nói nhanh quá, em sợ mọi người sợ sẽ bị nút chữ, mọi người sẽ không nghe thấy. Thế là lần sau em sẽ nói chậm lại nha. Rồi.
Good drive. Thank you. See you next year. Manate. Now manate. 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 Sau hai ngày diễn thì Gianna cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi có thêm được những người bạn, những người yêu thương mình, yêu quý mình và sự ủng hộ mình. Hôm qua thì mình gặp được mọi người cổ vũ và động viên rất là nhiều. Và chắc chắn rồi trong tương lai thì mình sẽ còn cố gắng hơn nữa. Và mọi người đừng quên là Gianna sẽ sắp có một sản phẩm mới. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và yêu thương nhé. À, còn một điều nữa là để làm được hai ngày buổi diễn hôm qua và hôm nay thì không thể nào không gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, những người đã đồng hành, bên nhà, dancers và tất cả mọi người và cả ekip của mình nữa. Không có mọi người thì chắc chắn sẽ không, hai anh em mình, anh em biết của mình sẽ không có những màn trình diễn thật đặc biệt để gửi cho mọi người. Và cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn nhân duyên đã đưa cho chúng ta đến đây gặp nhau, yêu nhau và thương nhau. Xin chào và hẹn gặp lại Nhật Bản, những khán giả thân yêu của tôi và sân khấu tiếp theo nha. See you, happy to see you, let's go. Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở.